Hương, cả nhà hoa nở bông chùm rất là đẹp. Và lâu lâu thì bên vườn mai nhà em nó mới có một cái lô đẹp như thế này. Cái gì vậy? Con gì bò vô tay vậy? Dùng ai xe to khổng lồ. Xin chào quý cô chú quay trở lại với kênh của Chiếc Chè Bông nha. Cả nhà ơi, video ngày hôm nay bên vườn mai nhà em sẽ giới thiệu cho chúng ta hai loại mai chơi Tết, đó chính là hàng dảo và hàng cúc. Giống dảo sẽ là dảo Thủ Đức bông chùm, hoa 8 đến 12 cánh, và giống cúc sẽ là cúc Thọ Hương, một giống mai đẹp, hoa thơm, bông chùm và rất là lâu tàn. Thì không phải để cả nhà chờ lâu nữa, chúng ta hãy vào xem mai dảo Thủ Đức nha cả nhà. Và xa xa ở phía này có một cái cây nó đang nở hoa rất là đẹp mấy anh chị. Và thiệt tình là lô này chúng ta nuôi rất là đẹp, chuẩn về nụ nha. Đây, hoa của nó 8 đến 12 cánh bông chùm. Hoa rất là thơm nha cả nhà. Đây chỉ là nụ gió thôi nhưng mà nó nở chùm như thế này đây. Đó. Và nút nụ của cây thì thôi mọi người khỏi phải lo lắng về nút nụ nha. Nút nụ này chúng ta chơi Tết rất là ok nha cả nhà. Ba hàng liền cốt 100%. Bây giờ cây nó đã liền cốt y như một cây zin rồi. Đế thì đa số là củ nở và đế nơm. Ở cây thì cao tầm khoảng 40 cho đến 50. Một cái cây tròn do như thế này em bán chúng ta giá chỉ có 190. 4 cây thì bên em còn bao phí vận chuyển cho chúng ta. Ở đây cả nhà, lô này rất là đều ha. Rất là đều. Em sẽ lựa những cây cành nhánh xum xuê như thế này để giao cho khách. Này cả nhà nhìn đây, đó, cái cốt rất là to và củ rất là nở nha. Xoay một vòng ha mấy anh chị ơi. Đó. Rồi tán nha, đây là cái tán nha anh chị. Ở nút nụ thì thôi quá trời nút nụ, mọi người phải khỏi phải lo về nút nụ ha. Rồi như thế này em bán giá 190 thôi nha cả nhà ơi. Đa số là nó đều trang như thế này nha. Xử lý rất là đều, nụ rất là nở. Và hàng thuần chậu như thế này nha cả nhà. Thuần chậu 100%. Trời ơi nút nụ nè. Đó cả nhà nhìn nè. Đó nụ nó đều đặc hết ha. Rồi giá 190 nha. Rồi tiếp tục hàng bên đây. Hàng bên đây sẽ là hàng cúc. Cúc Thọ Hương cả nhà. Một giống mai hoa nở bông chùm rất là đẹp. Và lâu lâu thì bên vườn mai nhà em nó mới có một cái lô đẹp như thế này. Cái gì vậy? Con gì bò vô tay vậy? Ở đây cả nhà nhìn uống dán lông nha, uống dán lông. Đó, đây uống dán lông nè. Đó, rất là đẹp nha. Và đặc biệt lô này nuôi rất là đẹp về nút nụ nha cả nhà. Đây nút nụ nè. Đó, đây. Chiều cao tầm khoảng 40-50 nha. Rồi lô này em bán 250.000 một cây. Nếu mà lấy 3 cây thì bên em bao phí vận chuyển nha cả nhà. Hàng này hàng cúc Thọ Hương nha. Ủa lâu lâu mới có một lô đẹp nha. Hàng này là chủ yếu là nút nụ của nó dữ lắm, với lại cái cốt của nó rất là to. Cây cành cốt thì nó cứng cáp vô cùng luôn ha. Đó đây là hàng cúc Thọ Hương nha. Rồi 250.000 một cây. Rồi em có thêm một loại, đó chính là Ngọc Mai cả nhà. Trời ơi cái lô này nụ sao mụ quá trời nụ đây. Ngọc Mai, một cái giống mai thì hoa của nó màu kem vàng ha. Đó, nói chung thì lâu lâu nó mới có hè chơi Tết như thế này. Đây cả nhà nhìn thấy nha, rất là đẹp luôn. Đó, nụ dữ lắm luôn nha. Rồi loại này thì em bán 190 nha cả nhà. 194. Đây, trời ơi bên đây có cái bông nè. Đây, bông của nó này sắp tàn rồi nhưng mà vẫn quay cho cả nhà mình xem cái màu của nó như thế này ha. Màu nó là hơi vàng kem như thế này nha cả nhà. Đây. Đó thì hoa của nó thì tầm khoảng 8 đến 12 cánh, bông rất là to, cả nhà nhìn cái màu bông nè. Đó, cái màu bông rất là đẹp nha. Rồi, hoa 8 đến 12 cánh nha cả nhà. Đó là Ngọc Mai ha. Rồi, ai thích loại nào thì xin hãy alo cho vườn mai của Chiếc Chè Bông nha. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi ạ.